Kênh Động Vật Quanh Ta lại xin được kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ cho mọi người ngắm chim hoang dã, chim sâu và chim hoa chuối. Nó về ăn quả na tại vườn nhà mình. Mình quay được tại vườn. Rất mong mọi người xem, để lại một bình luận đóng góp ý kiến và một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video nó hay hơn, thiết thực hơn. Và phần đa là kênh của mình quay những video nó rất là thiết thực, nó thiên nhiên từ quanh ta. Đấy. Và mình xin giới thiệu thêm là mình có một kênh nữa, đó chính là kênh Duy Anh TV. Kênh Duy Anh TV chuyên tấu hài ăn lực. Rất mong mọi người truy cập và xem một lần. Nếu mà hay cho mình xin một đăng ký kênh theo dõi. Còn nếu không hay, xin mọi người để lại một bình luận đóng góp ý kiến. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ xin mọi người theo dõi tiếp video ạ. Mình rất mong mọi người để lại bình luận, đóng góp ý kiến và một like video và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình hứa sẽ ra nhiều video hay hơn, thiết thực hơn và chi tiết hơn và hữu ích hơn. Bây giờ thì kênh Động Vật Quanh Ta lại xin chào và tạm biệt. Và hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều nhá. Xin chào.